người vận chuyển tiêu tùng vì món hàng 16 bánh heroin. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Duy Phương, chú tại Tràng Bom, Đồng Nai, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Phương bị truy tố ở điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự với mức hình phạt lên đến trung thân hoặc tử hình. Theo kết quả điều tra, Phương nghiện ma túy. Đầu tháng 9 năm 2023, Phương được một đối tượng có tên Mick 96789 sử dụng tài khoản Telegram để liên lạc và thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 80 triệu đồng. Sau cái gật đầu của Phương, tài khoản ngân hàng của y liền được chuyển trước 21 triệu đồng. Để thực hiện phi vụ, Phương thuê một xe du lịch trở ra Hà Tĩnh nhận hàng với giá 17 triệu đồng và chuyển cọc cho tài xế 3 triệu đồng trước. Ngày mùng 10 tháng 9, Phương và tài xế đi đến ngã Ba Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để lấy hàng, mà Phương nói là món quà của người quen từ Mỹ gửi về. Hắn nhận một ba lô từ một người đàn ông không rõ lai lịch, rồi trở về Đồng Nai. Khi đi đến Quy Nhơn, Phương mở ba lô chứa 16 bánh heroin chụp hình gửi cho khách đặt vận chuyển. Hắn bỏ chiếc ba lô chứa ma túy vào ba lô quần áo, rồi tiếp tục hành trình về Đồng Nai. Ô tô chở Phương bị lực lượng công an chặn kiểm tra ngay tại trạm thu phí sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ. Lực lượng công an thu giữ 16 bánh heroin, khối lượng hơn 5,6 kg. Tài xế chở Phương thoát tội vì không hay biết gì về phi vụ làm ăn. Trên thực tế, mọi hoạt động của Phương đã bị công an theo dõi từ trước, trong chuyên án phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy mà tỉnh Đồng Nai triển khai. Công an Đồng Nai đã huy động hơn 60 chiến sĩ tham gia chuyên án này.